xin đại diện cho quý cụ quý chức trong hội ngắm giáo khu, con xin được chào mừng cha thánh sứ, cha phó sứ cùng quý ông trong ban thường vụ đã đến thăm hội ngắm và hội dân hạt của giáo khu chúng con trong buổi tối ngày hôm nay. Và ngày hôm nay cũng là ngày cuối cùng ôn luyện ngắm cũng như là dâng hạt của giáo khu chúng con. Tôi cũng được gọi là ngày tổng kết để chúng con ôn lại những ngày mà hội ngắm cũng như hội dâng hạt của giáo khu chúng con thực hiện trong những ngày qua. Cũng thật là vất vả đấy quý cha và quý ông thường vụ. Và ngày hôm nay vừa rồi cha cũng như quý ông thường vụ cũng đã lắng nghe các em trong đội dân hạt của giáo khu thực hiện một bài tổng kết rất là đồng đều và cũng là sốt sắng, từng câu từng chữ nghe cũng là lắng động và thương đến Đức Mẹ cũng như là Chúa Giêsu trong trong mùa phục sinh năm nay. Và giờ đây chúng con cũng muốn lắng nghe những lời giáo huấn của cha thánh sứ cũng như cha phó sứ cho hội ngắm cũng như hội dân hạt của giáo khu chúng con. Ngày hôm qua quý cha cũng như quý tức thường của bàn cháu có đến gia đình bà Chú Yên để xem các em tập trong những một trong những buổi mà trong tuần vừa qua tập giáo khu tại nhà bà Trương. Hôm nay thì ngày tổng kết tập trung ở nhà ông chủ, thì hôm qua thì các em ngồi quây quần bên cái bàn và tập hát cùng với nhau. Hôm nay thì nghiêm túc hơn một mức độ là chúng ta đi vào hàng ngũ luôn, chúng ta đi vào hàng ngũ, chúng ta lên nhà và trong các nhóm và bài dân hạt như thế này thì thấy Cuba là đạt được nhiều cái nó có nhiều cái sắc thái rất là hay và to tiếng đều ngập và có ngâm nga cái sắc của cái từng cái cung đậm ấy rất là hay. Và để cho cộng đoàn mà có thể là cảm nhận được cái hay cái đẹp của cái dân hạt đó, thì cũng quý thường vụ cũng lưu ý là bắt cái đàn âm thanh ấy, những cái mic tăng cường lên để cho cả cộng đoàn nghe, vì là cái tập cái công phu có khi mà tập công phu lên xong bên nhà thờ cái đàn âm thanh nó bị non hay nó bị nhỏ nó bị dễ nghe, tự nhiên chính mình hát tự nhiên cái tiếng nó không thoát ra được, mình cũng vừa mệt mà nó vừa không có thoát ra được. Thì nhân dịp này thứ nhất là cùng tạ ơn Chúa, xin cảm ơn ông chủ mà điều hành giáo khu Du Xe, xin cảm ơn cụ Triệu là bằng huấn luyện, xin cảm ơn mọi người cũng đã công tác, và đặc biệt xin cảm ơn các em đã dành thời gian, mặc dù đa số là đang học phổ thông hay học đại học nhưng mà đã dành thời gian để về với giáo khu tập với nhau trong những ngày đặc biệt này để cùng với giáo xứ sống mùa chay cũng tận tình. Xin chúc mừng, xin cảm ơn và xin chúc ban một phút lành nhé. Các về chuyên môn thì cha mới chỉ là gọi là nhận xét thoáng qua thôi, nhưng mà cha không biết được cái cung giọng hay là cái gì là đúng hay chuẩn. Nếu mà đúng chuẩn hay nhận xét đúng về chuyên môn thì có cụ Triệu, và chắc xin mời cụ Triệu lên có mấy xin chúc cha cũng như là quý chức để cho các em được ngồi bàn, chúng ta sẽ nghe là thêm thì nó dễ hơn để cho tập nhật các em vừa đứng giết mấy chục phút bây giờ là đứng nữa. Chị mời tất cả anh em vào bàn như cho quý người cha hai cha vào để ngồi rất tốt. Là vì cái tông này á, nó không có dướng quá, nghe nó êm và nó rõ. Bây giờ chỉ có cách cầu mong là các em thuộc bài đi,
chưa thuộc phải không? Ờ, cái đó là đúng rồi. Chưa thuộc tôi chưa có thuộc bài. Có thuộc bài thì lúc đó ta ngắm nó ngon nhá. Rồi, có một cái câu này đề nghị chị trao với sự cho các em này. Là màu gai, đầu đội màu gai, chữ gai nghe không rõ. Đúng không ạ? Đó, thì có ông chỉ nhận xét có thế thôi. Chứ còn toàn bộ cung điệu của các em rất là tốt, rất là đều. Cái tông này phải nói là rất hay, nhưng mà thì trang cho các em đi nhanh hơn một tí nữa. Thôi chào. Vâng, tôi xin hết.